Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì Nhung giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái mẫu chậu màu trắng bông lá nhé. Thì cái mẫu chậu bông lá ở bên shop Nhung thì hiện tại đang có hai kích cỡ. Đây là kích cỡ bé của chậu. Đây là bông lá 280. Và đây là cái mẫu to. Bông lá 350. Mẫu chậu bông lá 280 thì có cái đường kính là 27,5 và có cái chiều cao là 31. Và cái đáy của chậu là 16. Và chậu thì có những cái chân đế thoát nước nhé các anh các chị nhé. Có chân đế thoát nước. Với cái mẫu chậu bông lá 280 thì bên shop đang xuất là giá là 30.000 đồng. Các anh các chị nhé. Cái hoa văn của bông lá đây. Đúng như tên gọi luôn nhá, cái hoa văn giống như hình chiếc lá. Ở ngoài thì nhìn nó rất là đẹp. Chậu có cái dáng là loe phía bên trên. Chậu có cái dạng chậu miệng loe nhé. Bình bông nhìn cao. Đây, nhìn tổng thể thì nó sẽ như thế này. Sẽ như thế này. Đấy là chậu 280. Chậu bông lá 280. Và bây giờ thì Nhung sẽ giới thiệu cái mẫu chậu bông lá to hơn. Mẫu chậu bông lá to hơn nhé. Và đây là cái mẫu chậu bông lá 350. Thì có cái đường kính là 30 và 35. Có cái chiều cao là 38. Chiều cao là 38. Có cái đáy là đấy là 20. Với mẫu chậu bông lá 350 thì bên Nhung đang xuất với giá là 48.000 đồng các anh các chị nhé. Và bao ship toàn quốc từ 30 chậu cho các anh các chị cùng toàn thể các bạn ạ. Giống như là chậu bông lá nhỏ thì bông lá to cũng có hoa văn hình chiếc lá như vậy. Đây, văn hình chiếc lá. Và cái miệng là cái dạng chậu loe nhé. Trồng những cây lá to, trồng những cây nội thất thì rất là đẹp. Video ngắn vừa rồi thì Nhung vừa giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn hai cái mẫu chậu bông lá rất là đẹp nhé. Ở ngoài nó đẹp hơn rất nhiều vì Nhung quay buổi tối nên nó bị xấu hơn một chút. Thế thì ai có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với Nhung qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882 513. Nhớ đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký kênh nhé. Còn nhớ nhấn nút like và chia sẻ giúp cho Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều.